chương trình Tĩnh Tâm Giáng Sinh với loạt bài học Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế. Thân mời bạn cùng nhóm thông công dành thời gian tĩnh lặng, trông chờ, tỉnh thức và thầm nguyện. Ngày 28. Khi thấy Chúa Giêsu, họ tin. Luca chương 2 câu 30-31. Vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân. Nuôi dạy con cái vốn đã khó khăn, chăm nom con đầu lòng thì lại càng khó nhọc hơn rất nhiều. Mọi thứ đều mới mẻ, từ lúc cảm nhận mầm sự sống xuất hiện trong cơ thể cho đến lần đầu tiên bồng ẵm đứa con trên tay, ngắm nhìn, rồi tắm rửa, cho bú, bập bẹ từng lời nói, rồi chập chững bước đi. Mọi thứ đều mới mẻ, đều là lần đầu tiên trải nghiệm. Thử tưởng tượng khung cảnh Joseph và Mary đi cùng con trai sơ sinh của mình từ Bethlehem lên Jerusalem. Chặng đường đi bộ kéo dài vài tiếng đồng hồ, trong sự vân phục cách trung tín. Họ cùng đi trong vai trò lần đầu làm cha, làm mẹ, dự phần vào lễ nghi thanh tẩy chính mình và dâng hiến con trai đầu lòng của mình cho Chúa. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng lễ nghi cho đến khi Simeon, một ông cụ công chính và sùng đạo, xuất hiện. Ông đã chờ đợi sự giải cứu Israel từ rất lâu rồi. Ông bước vào trong sân đền thờ và lần đầu tiên tiếp xúc với em bé của Joseph và Mary. Ngay trong chính thời điểm đó, Đức Chúa Trời làm thành lời hứa Ngài rằng Simeon sẽ vẫn còn sống để gặp được Đấng Messiah. Khi nhìn thấy em bé Giêsu, ông biết, và Simeon không chỉ thấy Ngài, ông còn bồng ẵm Ngài. Trong khoảnh khắc đó, Simeon chợt hiểu được rằng sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời được các tiên tri báo trước sẽ không chỉ mang tính chất toàn cầu mà còn mang tính gần gũi và riêng tư. Chính sự cứu chuộc đó đã hiện thân trong em bé đang ngọ nguậy và oe oe trên tay ông. Khi Simeon ngợi khen Chúa và nói về sự cứu chuộc của Chúa, Joseph và Mary hết sức kinh ngạc, tựa như nhớ lại lời thiên sứ hướng dẫn họ đặt tên cho con mình là Giêsu, một tên gọi mang ý nghĩa về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Trong khi Simeon nói chuyện với Mary, thì Anne đến với họ và xác nhận bài ca tiên tri của Simeon. Bà cũng ca ngợi Đức Chúa Trời. Trải qua hàng thập kỷ, trọn cuộc đời Anne tập trung ngợi khen Chúa, cầu nguyện và kiêng ăn. Khi nhìn thấy Chúa Giêsu, Anne biết. Bà biết em bé này là đứa trẻ mà họ đã chờ đợi. Đứa trẻ này sẽ mang đến sự cứu chuộc cho con dân Chúa. Cho nên, bà nói về Chúa Giêsu để mọi người đều nghe. Sự sáng được hứa cho muôn dân đã xuất hiện. Trong Joseph và Mary, trong Simeon và Anne, chúng ta thấy hình ảnh của đời sống tận hiến cho Chúa và đời sống công chính nghĩa là gì. Chúng ta thấy lòng vâng phục và đức tin, kỷ luật và tận hiến, trông chờ và thờ phượng. Họ thấy Đấng Emmanuel. Họ bồng ẵm Đấng Emmanuel. Họ biết Đấng Emmanuel. Họ nói về Đấng Emmanuel. Khi chúng ta kỷ niệm sự Giáng sinh của Đấng Emmanuel trong mùa vọng này, chúng ta hãy cùng bước đi bằng đời sống vâng phục, trung tín giống như Joseph và Mary. Chúng ta hãy cùng nuôi dưỡng đời sống nhiệt thành, chính trực và thờ phượng giống như Simeon. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện, kiêng ăn và nói về Chúa Giêsu cho mọi người giống như Anne. Sự cứu chuộc chỉ có trong dành Chúa Giêsu. Câu hỏi suy ngẫm. Mời bạn dành thời gian lắng nghe các phân đoạn Kinh Thánh sau đây. Luca chương 2, câu 22 đến câu 40. Khi những ngày thanh tẩy theo luật Môi-se đã mãn, cha mẹ đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa. Như đã chép trong luật pháp của Chúa rằng, mọi con trai đầu lòng phải biệt riêng ra thánh cho Chúa và dâng một cặp chim gáy hoặc chim bồ câu con như luật pháp của Chúa đã truyền. Lúc ấy tại thành Jerusalem có một người công chính và đạo đức tên là Simeon. Ông trông đợi sự an ủi của dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên ông. Đức Thánh Linh đã cho ông biết trước rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Được Thánh Linh cảm thúc, ông vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem con trẻ là Giêsu đến để làm cho Ngài các thủ tục theo luật pháp.
ông bồng ẵm con trẻ và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ Chúa qua đời bình an, theo như lời Ngài, vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài, mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân, là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại, và là vinh quang của Israel, tức dân Ngài. Cha mẹ con trẻ ngạc nhiên về những lời Simeon nói về con trẻ. Simeon chúc phước cho hai vợ chồng và nói với Mary, mẹ con trẻ rằng: Con trẻ này đã được chỉ định để làm cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc trỗi dậy và là một dấu hiệu gây nên sự chống đối. Còn cô, một thanh gươm cũng sẽ đâm thấu tâm hồn cô để tư tưởng sâu kín của nhiều người phải lộ ra. Cũng có nữ tiên tri Anne, con gái của Phanuel về bộ tộc Asher, tuổi đã cao. Sau khi kết hôn, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở góa. Đến nay đã 84 tuổi, bà chẳng hề rời khỏi đền thờ, cứ đêm ngày phục vụ Chúa, kiêng ăn và cầu nguyện. Vào giờ ấy, bà cũng đến đó, ca ngợi Đức Chúa Trời và nói về con trẻ cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu thành Jerusalem. Khi đã hoàn tất mọi việc theo luật pháp của Chúa, Joseph và Mary trở về thành của mình là Nazareth thuộc miền Galilee. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, đầy dẫy sự khôn ngoan và ân điển của Đức Chúa Trời ở trên Ngài. Bạn ấn tượng điều gì nhất về câu chuyện của Simeon và Anne? Gương mẫu của họ, của Joseph và Mary, khích lệ hoặc thúc giục bạn điều gì? Bạn muốn thưa với Chúa điều gì? Ao ước loạt bài tĩnh tâm Giáng sinh này sẽ dẫn dắt các bạn khám phá nhiều điều tươi mới về Chúa Giêsu, Đấng cứu thế. Xin cầu nguyện cho chương trình và chia sẻ chương trình này cho bạn bè cùng khám phá Chúa Giêsu, Đấng cứu thế. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai.